Cuộc sống đôi khi thật tẻ nhạt, hãy cùng tôi học hỏi những điều mới để thấy cuộc sống không hề vô vị. Nếu muốn biết I love you trong tiếng Tây Ban Nha nói như thế nào thì hãy hỏi tôi nghe nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Cám Lợn đây và hôm nay mình có trên bàn một chiếc smartphone đến từ thương hiệu Nokia. Không biết là cuối cùng mình làm smartphone Nokia từ bao giờ và hôm nay có chiếc Nokia 3.2. Hình như mình làm 3.1 rồi đấy, nếu mà làm rồi thì mình sẽ tìm link đặt lên góc cho anh em click vào để xem video đó. Còn hôm nay là chiếc 3.2. Chiếc 3.1 thì mình nhớ là mình đã khen chiếc máy đấy khá là nhiều. Còn chiếc 3.2 này thì liệu sẽ như thế nào? Chiếc 3.1 thì mình review cách đây có nửa năm thôi. Và bây giờ thì smartphone mới của Nokia đã ra mắt và cái hộp xanh xanh to to như vậy. Năm nay thì Nokia làm rất là màu mè, rất là to. Và hình như có một cái sự liên kết mới nào đó chặt chẽ hơn giữa Nokia và Google. Thế nên rằng cái smartphone năm nay không những làm màu mè hơn mà có thêm nhiều thứ hơn liên quan đến Google Assistant. Ở trong máy này khi các bạn mở hộp ra thấy ngay một cái tờ rất to Feel cùng Google Assistant trên Nokia 3.2 và những cái gì mà các bạn thì làm được thì Google họ sẽ đặt cạnh đầu dòng ra đây cho các bạn xem. Và các cái bước để ghi chú trên Nokia 3.1 sử dụng Google Assistant. Đó, cái này là cái một. Thứ hai là dán luôn cái logo Google Assistant ở bên trong hộp này và các bạn còn có cái móc chìa khóa với rất nhiều các cái miếng nhựa khác nhau và mỗi miếng nhựa này lại là một cái tip để chúng ta sử dụng Google Assistant giống như cái mình vừa đọc cho các bạn vậy. Và ngoài ra có khoảng tầm mười mấy cái nữa cơ, khá là nhiều. Thì mình thấy hôm nay Nokia 3.2 chiếc máy làm rất là màu mè và kết hợp với vẻ chặt chẽ hơn với Google. Tất cả mọi thứ này dành cho một chiếc smartphone với giá 2,7 triệu. Đúng vậy, nếu bây giờ các bạn truy cập website của Cellphones thì sẽ thấy chiếc máy này với giá 2,7 triệu tặng khá là nhiều quà linh tinh. Và tất cả như vậy, từng này thứ, trong hộp còn có sạc, còn có cáp, còn có tai nghe, còn quét chọc sim. Vậy chiếc smartphone nó còn những cái gì? Chúng ta sẽ cùng nhau trên tay ngay bây giờ. Nếu bỏ qua cái hộp to bên ngoài thì bên trong chiếc hộp của Nokia 3.2 nó cũng giống như bao nhiêu chiếc smartphone Nokia khác, phụ kiện như mình đã nói rồi. Và đây là chiếc máy. Ấn tượng đầu tiên của mình khi sờ vào cái chiếc Nokia 3.2 này là nó tương đối dày so với tiêu chuẩn smartphone những năm gần đây. Mình đã dùng chiếc Zenfone Max Pro M1 và Max Pro M2 khá lâu với pin 5000 mAh. Và mình cảm giác rằng chiếc Nokia 3.2 này pin 4000 nó còn dày hơn như vậy. Đó là cảm giác thôi chứ mình hôm nay sẽ không đi sâu quá nhiều vào chi tiết thông số. Về cấu hình phần cứng, chúng ta có chip Snapdragon 429, một cái chip khá là mới, mạnh hơn một chút so với Snapdragon 425. Các bạn có 2GB và 16GB bên trong, dành đến phiên bản với giá 2,7 triệu. Còn phiên bản giá cao hơn, các bạn sẽ có 3GB và 32GB bên trong. Toàn bộ thân hình của chiếc máy này được làm từ nhựa và đây là nhựa bóng, khả năng về lâu về dài thì sẽ rất dễ bị xước, nên này các bạn dùng sẽ phải lưu ý này. Mặt sau có một camera đèn flash LED, logo Nokia nằm ngang thân máy. Bên phải nút nguồn, nút giảm lượng đặt khá là vừa phải. Và bên cạnh trái thêm nút nữa, và đây chính là nút trợ lý ảo Google Assistant. Cái này thì mình nghĩ rằng Samsung nên học hỏi và cho nút này vào lên smartphone Galaxy S, Galaxy Note của họ. Không ai chơi với Bixby đâu nhá, Samsung nhá. Rồi tiếp tục, chúng ta có khay SIM ở bên trên. Đó lý do tại sao chiếc máy này có quay chọc SIM. Cạnh trên nữa có jack tai nghe 300mm, có micro phụ hỗ trợ thu âm khi quay phim. Cạnh dưới có loa ngoài, cổng micro USB và micro thoại. Đó là tất cả cái gì về vẻ bên ngoài. Màn hình chiếc máy này có một cái tai thỏ dạng nhỏ nhỏ xinh xinh, chứa camera trước 50MP và loa thoại ở sát viền trên, viền dưới vẫn khá là dày. Cái này thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi bởi vì chiếc máy này có giá rất rẻ. Và chiếc Nokia 3.2 này đang chạy hệ điều hành Android 9 Pie với cái giao diện One UI rất là mượt mà chỉ khi nào các bạn không chơi game. Chúng ta có một màn hình LCD IPS kích thước là 6,26 inch và độ phân giải là HD+. Anh em lưu ý rằng đây chỉ là smartphone có giá 2,7 triệu thôi và màn hình HD+ là chấp nhận được. Chúng ta có độ sáng vừa phải và cái điều mình không thích ở đây đó là cái vị trí của cảm biến ánh sáng. Đầu tiên thì mình nghĩ rằng hình như cái smartphone này nó không có chuyển đổi độ sáng tự động hay sao ý. Nhưng mà hóa ra là Google đã giấu tính năng bật tắt độ sáng tự động ở bên trong sâu trong cài đặt. Và khi tìm hiểu thì cảm biến ánh sáng nó đặt ở góc bên trên này. Và đây là cái chỗ mà rất khó chịu khi các bạn hay chơi game. Ví dụ như Mr. Bằng đã test thử bằng cách chơi Liên Quân và cầm tay như này thì tay rất hay bị che vào cảm biến ánh sáng và đang chơi game màn hình bỗng nhiên nó tối sầm lại cực kỳ khó chịu. Cái này thì các bạn nếu mà chơi game nên cố gắng đổi sang chiều ngược lại. Với cái cấu hình phần cứng là chip Snapdragon 429, 2GB và 4000mAh dung lượng pin thì chiếc Nokia 3.2 đạt được khoảng tầm 63.000 điểm AnTuTu và 850 điểm Geekbench 4 và 2.400 điểm đa nhân. Điểm số tương đương con chip Snapdragon 435 thì mình thấy nó cũng không phải là tệ vì suy cho cùng mức giá chiếc máy này rất là rẻ. Từ khi nghe giá chiếc máy này thì mình đã nghĩ ngay rằng đây không phải smartphone dành cho người muốn chơi game, nhưng mà nó là smartphone mà nó chạy Android 9 thôi cơ mà. Cài được game cơ mà, thì thôi cứ test game thử. Và mình có test thử về game Liên Quân Mobile. Cái con chip 429 này nó có CPU Adreno 504,
không thể nào kéo được game lên mức FPS cao. Mình cứ thử chơi với mức đồ họa cao nhưng không bật được độ phân giải HD. Và máy cho phép chơi tương đối là ổn ở mức khung hình 30-31 FPS. Nhưng vẫn bị drop FPS khá thường xuyên. Và khá đáng tiếc là anh Bằng là người chơi game trên cái máy này, không biết là đấu rank hay đấu thường mà kêu ầm lên bị trừ tận 15 điểm uy tín. Đó là chơi 3 game thì 2 game bị disconnect, crash ra ngoài màn hình bởi vì cái máy nó không load được, và sau 2 trận đấy thì đã bị trừ điểm uy tín rồi, còn bị đồng đội report nữa thì là mất luôn từ 100 xuống còn 85 điểm uy tín. Thì theo như mình thấy thì anh em mua máy này về thì có lẽ là phục vụ nhu cầu nghe nhạc, xem phim lướt web thôi, chứ còn đừng nghĩ đến việc chơi game nặng. Các game nhẹ nhàng như Subway Surfer, Temple Run hay chém hoa quả thì vẫn sẽ ok. Về khả năng chụp ảnh của chiếc Nokia 3.2 này, camera sau 13 megapixel và camera selfie mặt trước là 5 megapixel. Theo như mình thấy thì camera này gọi là camera chống mù thôi. Nó không hề có bất kỳ một cái tính năng gì vi diệu cả, cũng chẳng có chống rung, chống rước gì cả, cũng không có xóa phông, nói chung là chỉ dơ lên chụp có sao, dùng như vậy, chính xác là như thế. Và màu sắc thì tương đối là nhạt nhòa, nó không gì nổi bật cả, nó khá là giống kiểu các bạn dùng máy Canon của Sony bật chế độ lock lên ấy, và chụp ảnh ấy. Thì cái màu da đúng kiểu bệt như vậy luôn, cảm giác chả có tí màu sắc và độ sắc nét nào cả, đúng là camera chỉ chống mù thôi. Mình thì có vẻ như nãy là dìm chiếc máy này hơi nhiều. Vậy thì chiếc máy này với giá 7 triệu như thế thì ông chê nhiều thế, ông đòi hỏi nhiều thế. Thế bây giờ mình sẽ kết luận rằng cái máy này sinh ra để làm gì. Sinh ra dành cho những người nào? Thứ nhất là các bạn học sinh khoảng tầm cấp 3 mới được bố mẹ sắm cho cái điện thoại, thì đây là một chiếc điện thoại khởi đầu được, có pin rất là trâu, dùng 2-3 ngày phải sạc bởi vì phần cứng nó chẳng có cái gì cả mà pin tận 4.000 mAh. Cái thứ hai là chúng ta có Google Assistant, có hỗ trợ tiếng Việt giúp các bạn làm rất nhiều công việc hàng ngày, tiện lợi tìm kiếm bằng Google Assistant luôn. Trước kia thì cái phần mềm Google này nó chỉ có tiếng Anh thôi, và bây giờ đã có tiếng Việt rồi và có trên smartphone chính hãng rồi, hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Tiếp theo là chúng ta có mức giá rất là rẻ, khó mà có thể kiếm được smartphone nào chính hãng mức giá rẻ mà lại của thương hiệu tên tuổi như thế này, thì cái máy này sẽ hợp nữa đối với đối tượng là người lớn tuổi như kiểu bố mẹ mình chẳng hạn, không quan trọng quá nhiều về phần cứng, về camera hay là mua để làm máy phụ phát wifi, thì đó là đối tượng dành cho chiếc Nokia 3.2 này. Còn với những người gọi là power user, những người sử dụng hardcore, thì có lẽ các bạn cần phải bỏ thêm một chút tiền nữa mua chiếc smartphone đắt hơn, hoặc mua smartphone cũ nếu muốn cấu hình mạnh. Và đó là video đánh giá chiếc Nokia 3.2. Nếu anh em muốn mua cho mình một chiếc để tặng phụ huynh hay là tặng con cái thì link dưới phần mô tả video luôn luôn ở bên dưới của Cell 1S. Còn bây giờ xin chào anh em, nhớ like và subscribe cũng như bấm chuông để không lỡ bất kỳ video nào. Hẹn gặp lại.